Các bạn, trên tay mình đây là chiếc Nokia 130 hay sim, chiếc điện thoại giá rẻ. Thì về cách đóng gói thì nó rất là nhỏ gọn. Và phía trước đây nó có in thông tin đó là được tặng kèm một cái thẻ nhớ 4GB. Và đây là thông tin về ngày sản xuất của máy, đó là ngày 12 tháng 9 2014. Được sản xuất bởi Microsoft. Đây là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Về phía sau đây ta có cái thông tin của cái nhà nhập khẩu, đó là công ty FPT. Và bên phía trên đây thì ta có màu sắc. Thì chiếc Nokia 130 có 3 màu: đen, trắng và đỏ. Thì đây là chiếc Nokia 130 màu đỏ. Phía trên này ta có cái thông tin đó là trong bộ sản phẩm gồm có máy, sạc, tai nghe và sách hướng dẫn. Bên trong khi các bạn mở hộp, các bạn thấy đây nó có để thông báo đó là cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của Nokia. Trong trường hợp quý khách cần bảo hành, vui lòng liên hệ với nơi bán hàng. Đây là một chiếc Nokia 130 màu đỏ. Và bên trong chúng ta gồm có một chiếc tai nghe, một sạc, một viên pin và một quyển sách hướng dẫn. Quyển sách hướng dẫn này nó cũng rất là cô động. Các bạn có thể là đọc sơ qua để chúng ta tìm hiểu những cái thông tin quan trọng. Cái tai nghe đi kèm đó là tai nghe thường thôi, hỗ trợ cũng rất là tốt để giúp các bạn có thể là chúng ta nghe những cái chương trình radio FM, nó rất là hay. Và đi kèm với Nokia 130 đây là sạc qua cổng micro USB. Đây là một điều mình rất là thích, vì trước đây những chiếc điện thoại giá rẻ của Nokia đều sử dụng cái sạc đầu nhỏ. Cái điều đó nó hạn chế đó là lỡ khi chúng ta quên sạc thì chúng ta không có thể dùng những cái sạc khác được. Mà đa số những cái sạc điện thoại bây giờ đó là dùng chuẩn micro USB. Đây là một điều mình đánh giá rất là cao. Và đây trên tay mình đây là chiếc Nokia 130. Và Nokia 130 đi kèm với viên pin là 1020mAh. Máy có cái kích thước rất là nhỏ gọn. Và bên trong này các bạn để ý, các bạn thấy là bên trong nó có ghi đây là sản xuất tại Việt Nam. Bên trái đây là vị trí SIM 1, bên phải đây là vị trí SIM 2 và đây là khe cắm thẻ nhớ. Thì chiếc Nokia 130 này nó hỗ trợ khe thẻ nhớ lên đến 32GB. Và với nhiều cái chương trình khuyến mãi từ nhà mạng hiện nay thì hỗ trợ hai SIM, nó giúp bạn tận dụng cũng như là linh động hơn. Chúng ta không cần phải mang vác nhiều cái chiếc điện thoại. Thì khi cầm trên tay các bạn thấy là chiếc Nokia 130 nó rất là nhỏ gọn. Thứ nhất là về thiết kế thì các bạn thấy là những cái bàn phím trên chiếc Nokia 130 này nó rất giống như chiếc Nokia 1280 trước đây. Nhưng mình đánh giá cao cái thiết kế trên chiếc Nokia 130 này so với những chiếc Nokia như là Nokia 107, 108. Thì cái phần sau này nhìn nó rất là đẹp hơn, nó không có thô như những chiếc Nokia kia. Và đặc biệt đó là cái loa thoại. Nếu như trên những chiếc điện thoại Nokia giá rẻ trước đây thì khi bạn đàm thoại nghe rõ hơn thì chúng ta phải quay cái mặt lưng phía sau để nghe. Nhưng với chiếc Nokia 130 này, khi chúng ta đàm thoại thì vị trí phía trước, loa thoại phía trước nghe rất là rõ. Đây là một cái điều mình đánh giá rất cao trên chiếc Nokia 130 này. Phía dưới này các bạn thấy đây là một cái vị trí để chúng ta tách cái nắp pin ra. Cạnh hai bên thì là trống. Phía trên thì ta có cổng sạc micro USB và jack cắm tai nghe 3.5. Phía sau thì ta có cái logo Nokia. Và đây là cái tem của nhà nhập khẩu FPT. Trên đây là có cái loa ngoài, có những cái chấm nhỏ li ti rất là đẹp. Và đây là cái vị trí cái đèn. Thì thường á, thì cái vị trí đèn trên những chiếc điện thoại phổ thông của Nokia đó là ở trên đỉnh. Thì với chiếc Nokia 130 này, vị trí đèn được dời xuống. Đây cũng là một điều rất là tiện ích. Thì để bật cái đèn này bạn chỉ cần nhấn phím trên 2 lần. Nó là chúng ta đã bật được cái đèn. Nó sẽ hỗ trợ tốt trong những cái lúc chúng ta cần. Thì phía trước chúng ta có một cái cụm bàn phím, nó rất là nhỏ gọn, nhìn rất là xinh. Và phía trước đây là logo Nokia và loa thoại. Nokia 130 này nó hỗ trợ đài FM radio và nó sử dụng sim đó là mini sim, 2 sim 2 sóng. nhưng mà tất cả đều hỗ trợ 2G chứ không có hỗ trợ 3G. Thì đây cũng là một điều rất là dễ hiểu, đây chỉ là một chiếc điện thoại phổ thông giá rẻ. Và điều đặc biệt đó là máy hỗ trợ khe thẻ nhớ lên đến 32GB, và các bạn có thể là xem những cái phim hay là nghe nhạc bằng cách là chúng ta cài lên thẻ nhớ. Đây cũng là một điều rất là cải tiến so với một chiếc điện thoại giá rẻ. Như trước đây với mức tiền này chúng ta chỉ nghe gọi và nghe FM, nhưng với Nokia 130 thì các bạn có thể là thỏa thích chúng ta nghe nhạc. Đây là cái giao diện trên chiếc Nokia 130. Và đương nhiên với Nokia 130 thì chúng ta vẫn có những cái trò chơi cổ điển trước đây, chẳng hạn như là đây, trò chơi gắn săn mồi. Đây là những cái trò chơi phải nói là huyền thoại trên Nokia. Với Nokia 130, chiếc điện thoại giá rẻ hỗ trợ 2 SIM, nó sẽ hỗ trợ chúng ta tốt hơn trong công việc cũng như là nghe gọi. Và với nhiều bạn thì Nokia 130 nó sẽ là một chiếc điện thoại chữa cháy rất là phù hợp. Thì nhìn chung thì chiếc Nokia 130 này nó có thiết kế rất là nhỏ gọn. Khi các bạn cầm trên tay với cái mức giá rẻ thì Nokia 130 nó sẽ là một lựa chọn rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn.